Con gọi anh Bắp dậy đi. Bắp. Bắp. Gọi đi. Nó gọi Bắp. Nó ra đập anh Bắp dậy đi. Con đập vào người anh Bắp để dậy. Nhanh, anh không dậy kìa. Thôi tắt quạt đi để anh dậy con. Thôi tắt quạt đi. Thôi tắt quạt đi để anh dậy. Thôi gọi anh Bắp dậy đi con. Ôi, hôm đập vào mông anh đi. Đập vào mông anh để anh dậy nào con. Rồi. Rồi tắt quạt đi. Bắp dậy đi. Bắp dậy đi con. Rồi. Được rồi. Bắp dậy đi con. Rồi, anh Bắp dậy rồi. Nào, hai cô công chúa đi ra đây thôi. Rồi, Hồ ơi.